Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một số lo gời và cặp thùng lo của hãng Goldman quý vị và các bạn. Em Việt sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá gửi đến quý vị và các bạn nha. Giá trong video này là không mặc cả trái giá. Và cặp lo đầu tiên em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là cặp lo của hãng Bosac. Để mình lật cái lo này lại cho quý vị và các bạn cùng xem cụ từ ha. Thì cái hãng Bosac này là hãng rất là lâu đời, rất là nổi tiếng của Mỹ. Cặp bát Bosac này là 199AC USA, sần sần rất là đẹp luôn quý vị các bạn. Và cái màn lo này thì nhìn nó sần sự như là da con cóc vậy. Không biết hồi xưa họ làm bằng cái lỗi giấy gì mà nó sần lên thấy ghê lắm quý vị các bạn. Nhìn ghê lắm. Nhưng mà là chất âm nó lại hay. Đấy. Con này thì tình trạng đẹp. Con này bass 30 quý vị các bạn. Và thường cái những cái dòng loa Mỹ mình nói bass 30 thì nó cũng không hẳn là 30 ha, tùy theo hãng thôi. Có hãng thì mình nói 30 nhưng mà đo được có 28 mà. Ví dụ như JBL 30 thì đo 28 mà 40 thì đo 38. Còn những cái hãng khác thì có khi là mình nói 30 nhưng mà mình đo nó được tầm khoảng 31 hoặc là 20 mấy, chứ nó không chuẩn 30. Thì cái con này mình đo lọt từ cái vành này tới vành kia là 31,5. Và cái màng nó rất là sâu luôn vì các bạn. Đây những cái chỗ này nè là nó dính bụi thôi nha. Và cái màng giấy của nó làm bằng cái gì sần sần thứ ghê lắm. Màng này là màng giấy gân vải ship nha quý vị, gân vải ship. Gân vải ship, cái màng nó rất là sâu. Và mình cũng không hiểu tại sao mà hồi xưa họ lại làm hai cái màu giấy như thế này ha. Đó, quý vị nhìn cái màng kỳ lắm. Đây ở bên trong họ làm màu giấy như vậy nè. Đó, gâu đồ đẹp chưa? Ở đây cũng vậy quý vị các bạn. Cặp này tiếng rất là hay luôn nha. Mấy cái bát này ở trên mấy trang đấu giá họ bán giá rất là cao luôn. Đây. Zin nguyên bản. Cặp này tiếng nghe cực kỳ mộc luôn. Bạn nào mà cần một cặp bass 30 để về gắn vô thùng mà cho nó hay tiếng mộc sang thì nên xài cặp này. Rồi, cái cặp bass Bosac này mình bán cho quý vị và các bạn là 8 triệu đồng. Chuyển khoản đủ mình bao ship. Tiền nào của nấy, bao zin tuyệt đối. Tiền nào của nấy nha quý vị và các bạn. Mấy ông đừng có ham rẻ, đôi khi là dính đó. Và mình nói thật luôn quý vị và các bạn. Ở trên các trang đấu giá, cái này người ta đã đấu 300 đô rồi. Mình bán chỉ có 8 triệu thôi vì thiệu quý vị và các bạn biết. Rồi đây là một cặp chép cũng của Bosac. Cặp chép 746 và 745 USA, từ rất là to, con này từ to lắm. Từ con này 7,5 rồi. Và cái chép này đặc biệt là 16 ohm. Đây để mình nghiêng cái cho quý ông bạn xem. Chép này 16 ohm. Các bạn nào xài đó thì chỉ cần một cặp thôi, về mình gỡ ra mình gắn hai bên, tại này nó một cặp nó một bên vậy nè. Đó, 16 ohm ha. Chép này 16 ohm. Và đồ cổ hồi xưa quý vị các bạn, quý vị nhìn thấy gốm không? Màng nó quét ba cái keo gì lên nhìn thấy muốn hết xài luôn. Đó quý vị các bạn. Đó, như loa rồi, quý vị thấy nước sơn rồi nổi rất là đẹp ha. Chép Bosac này thì ở đây là mình có 4 cái, tức là hai cặp, mỗi một cặp mình bán 3 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship. Hai cặp thì 6 triệu nha quý vị các bạn. Hai cặp là 6 triệu, tức là hai cặp là 4 cái như thế này. 16 ohm, dòng này thì rất là hiếm ở trên thị trường. Không có ai bán quý vị các bạn, ít ai gã cái bán. Rồi. Thùng lo của hãng Rothman. Đây quý vị các bạn. Cặp thùng xéo của hãng Rothman ha. Cặp này thì nó thuộc chịu quyền thoại, để củ lo nào vô hát cũng ok. Không cần phải Rothman, đồng trục toàn giải thì đưa vô là ngon. Ngang là 50, sâu là 40, ngang 50, sâu 40. Và chiều cao, cao con này chắc hình như 1 mét, mét mấy đó. Chiều cao 1 mét, 1 mét hơn mét tí xíu à. Đó, rồi.
và hai lỗ trên này thì họ để cho việc bạn bắt cái code server, tức là bắt cái volume chỉnh nó lớn, còn cái lỗ này là bắt patch 30 nè, còn cái lỗ này thì có thể là bắt code hoặc là mình bắt cái chép gì đó thì tùy. Còn lỗ ở dưới này lọt lòng là 14,5 và chiều cao lọt lòng là 6,5, thì mấy cái này mình có thể là bích lại bằng một miếng dán để ở bên trong và mình vặn ốc ở ngoài này bắt vô miếng dán đó là xong nha. Đó. Đây là cái thùng của anh Quốc xịn. Đó, vì các bạn, ván của thùng này nó rất là to và nặng, ván rất là dày, 3,6 cái chiều dày của cái ván 3,6. Thì đối với cặp thùng này thì không có bể nở, tuy nhiên có chày đồ này nọ theo năm tháng ha. Cái lưới dây căng thì cũng cũ theo năm tháng, cái lưới dây căng nằm bên trong á, cái lưới đó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là thùng có vô nước bể nở hay không thôi. Cái này mà không xì ba tốt tát lau chùi lại chơi cũng được, còn bạn nào muốn đẹp cancer ben từ phải xì ba tốt tát. Mà mình thấy đồ cổ cho nên quý vị và các bạn nên để cổ nó mới có giá trị. Này chỉ cần lau thôi, nhúng miếng nước, miếng xà bông lau nhẹ, mấy cái trắng trắng đó là bụi không á. Rồi thì cái cặp vỏ thùng này mình bán cho quý vị và các bạn là 10 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship nha. Cặp vỏ thùng là 10 triệu đồng chuyển khoản đủ bao ship tận nhà. Phân tầng của hãng Rothman thì mình có một cặp, đây một cặp phân tầng của hãng Rothman. Cái cặp phân tầng này thì ở trên các trang mạng họ đấu giá rất là cao. Phân tầng XO trừ 950-5000. Đó, quý vị và các bạn, phân tầng này nó cắt lo cho 15 ohm, 16 ohm, 12 ohm. Đó, quý vị và các bạn, nó làm bằng hộp gỗ ha, 10, 12 và cao là 11. Đó, thì nó ba đường tiếng mà bát nè, mít nè, chép nè, đó quý vị và các bạn, đó, làm gỗ, hộp gỗ đàng hoàng. Và dưới đây họ có đóng luôn cả là cái nơi sản xuất. Đó. Đây là một cái hộp phân tầng cực kỳ hiếm ở thị trường của mình đây. 654 644. Rồi. Thì số series của nó cũng không lệch gì xa lắm. Ok, mọi thứ ok hết với các bạn. Đã test rồi, hát tốt ha. Cái bộ phân tầng này là không bao gồm dây nha. Không bao gồm dây. Thì mình bán cho quý vị và các bạn là 6 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship, giá cực kỳ rẻ à. Quý vị và các bạn lên mạng mà gặp cái bộ này mười mấy triệu mình bảo đảm quý vị luôn. Rồi ở đây mình có một bộ dây lo cực kỳ hiếm luôn, dây này thì quý vị và các bạn đọc dùm cho mình, nó hiếm đến độ là nhiều anh Tây nước ngoài là mấy anh rất là thích chơi. Đây đọc dùm mình nha, mình đưa cái máy lại gần tí xíu nè, có thể chụp màn hình lại để quý vị bạn lên Google mình search cái model này ha. Nó không có mã số gì đâu, nhưng mà mình search ra mình thấy là ở bên Nhật á, là dây này của hãng Audio Technica, và ở bên Nhật á, họ đánh giá sợi dây này rất là cao và dòng dây này rất là hiếm luôn và nó không phổ biến, bởi vì á, là nó sản xuất ra rất là đắt tiền, rất là kén người chơi luôn. Và cái đặc biệt hơn nữa đó là đây là một loại dây cao cấp, dây đồng mà nó gọi là tinh khiết gì đó mình không hiểu luôn. Nói chung là từ bên Nhật họ nói như vậy, và cái nhà sản xuất thì họ cũng bảo vậy. Nhưng sợi dây lo gì đâu mà có một sợi màu à. Đấy. Thì cái này mình cũng đã nghe rồi, mình cũng đã nghe nhiều anh em chơi audio rồi, nói là những cái sợi dây dây đồng mà nó chỉ một sợi thế này nè là dòng cao cấp. Còn những cái dòng mà ví dụ như nó nhiều sợi như thế này cũng chưa hẳn là tốt nha. Đấy. Và cái cặp dây này á là nó đi theo thùng Rothman nó với vị bà, thì mình mua được chung luôn cho nên rẻ. Ở đây là nó dơ thôi, lau bụi này nó sạch. Cái cặp dây này nó dài khoảng 3m1, 3m2 gì đó mỗi bên á. Thì 3m1, 3m2 này là ở nước ngoài họ bán khoảng 7-8 triệu, mình bán cho quý vị một bạn 2 triệu thôi. Tại vì đây là cái đồ mình gã trong thùng, mình mua được trong thùng á thì nó rẻ. Còn nếu mua gửi ngoài đấu giá thì không rẻ đâu quý vị các bạn. Mua gửi ngoài là đấu giá là giá trên mây không á. Rồi, volume của Rothman luôn. Volume chỉnh nhỏ lớn, và volume này á thì chỉnh ngay cạch cạch nha.
xin lỗi việc của bạn, mình dặn nghe cạch cạch á, chứ không phải là dặn nó trơn nha, để có bạn không biết xài, lần đó mình bán lần rồi các bạn kêu bạn nó hư rồi sao dặn nghe cạch 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 gì sao xài, nó không phải vậy nha. Rồi cái volume này thì quý vị bạn lên Google search có luôn, đây là cái hàng gờ chứ không phải là hàng giả thùng đâu, họ sản xuất gờ vậy đó. Quý vị có thể là đánh là Wattman model là 0-12 dB là nó sẽ ra, nhìn cái volume sướng không quý vị các bạn, volume nhỏ lớn như vậy nè. Cái volume này là 2,5 triệu một cặp, chuyển khoản đủ mình bao ship. Chép của hãng Rodman, cái này là siêu chép, super chép của hãng Rodman từ Anico 15 ohm. Và cái chép này á thì nó sẽ có cái đầu gắt riêng của nó, gắt này thì cũng là của hãng họ đóng trên đây luôn, sản xuất tại Anh Quốc luôn, cái đầu gắt thì nó cắm vô đây nè. Bởi vì bạn nhìn cái nước gam của cái lò chép này, quý vị nhìn đã chưa, nó nhỏ vậy đó nhưng mà tiếng kêu của nó là cực kỳ. Mấy cái lo mà Fortet mười mấy 20 triệu không có cửa, không có cửa đâu quý vị các bạn. Cái đường kính cái cầu này á nó chỉ có 6.4 gần 6.5 thôi, và chiều sâu của nó thì khoảng 10. Nhưng đây là một dòng siêu cồi của Goldman, cực kỳ hiếm, giá thì chát. Cặp này là cũng sản xuất rồi để cho quý vị và bạn chơi, chứ nó không nằm ở trong vị trí thùng nào hết. Người ta mấy người Tây nó chơi thì nó thích đổi vô thùng nào là tùy nó ha. Và cặp chép này mình bán cho quý vị và bạn 7 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship. Rồi, tiếp là một cặp của Rodman nữa. Cái này thì quý vị và bạn lên Google mình search là có, nó có ra thông số cho quý vị và bạn hết, chiều cao cân nặng rồi cái này kia vân vân các thứ, thông số độ nhạy công suất, tại vì nó là hàng sản xuất rồi mà. Goldman Middash 15 ohm, nhìn cái nước sơn không thấy phê quý vị và bạn. Rồi coi chiều sâu 24, ngang 17 và cao 10. Cặp cầu này zin nguyên bản hát tốt, mấy dòng này thì rất khó kiếm. Đợt trước mình có một cặp mình cũng bán cho anh trai Sài Gòn, cặp này 8 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship nha. Rồi mình có một cặp chép của hãng Elixir, cái chép này là cái model là DH1506, cụ từ con này 15.5, từ là to. Và cái cũ này á thì nó nặng là 6 kg một cụ, 6 kg một cụ. Cái đời này á, nó sản xuất đời đầu cho nên không có cái tem, chứ đời sau thì nó sẽ có cái tem. Quý vị bạn, cái họng này là họng vặn, về mình vặn vô dở này lên là thấy con chép nè, mấy ngóc nè. Và cái họng vặn này thì cái cổ nó khoảng 3.4. Cặp cũ này mình bán 6 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship, toàn là hàng hiếm thôi quý vị các bạn. Rồi em Việt xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.